chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh Tiểu Sử Người Nổi Tiếng. Và sau đây là tin Lương Thế Thành Thúy Diệm hôn nhau giữa hôn lễ tại thành phố Hồ Chí Minh ngày 14 tháng 4 năm 2016. Sau lễ cưới tại Tiền Giang hôm ngày 12 tháng 4, cặp diễn viên phim Trao Muốn Tháng 9 tổ chức tiệc cưới lần hai tại thành phố Hồ Chí Minh vào tối ngày 14 tháng 4. Hôn lễ của Thế Thành và Thúy Diệm diễn ra tại khách sạn 5 sao ở trung tâm quận 1. Không gian tiệc cưới tràn ngập hoa và lung linh ánh đèn. Lương Thế Thành và Thúy Diệm đều có mối quan hệ rộng trong giới phim ảnh, vì vậy khách mời trong tiệc cưới lần này sẽ quy tụ dàn diễn viên, đạo diễn nổi tiếng ở khu vực thành phố Hồ Chí Minh. Hoa tươi được trang trí trên bàn dọc lối đi. Nếu tiệc cưới ở quê hương, chú rể đang được trang trí bởi 10.000 bông hồng, thì ở thành phố Hồ Chí Minh, cô dâu chọn hồng kết hợp với hoa lan và cẩm tú cầu. Hình cô dâu chú rể được lồng trong những khung hình có thiết kế cầu kỳ, kiểu cách. Trước khi cưới, cặp đôi dành thời gian đi Hội An và Mỹ chụp hình kỷ niệm. Trong tiệc cưới ở Sài Thành, Lương Thế Thành diện vest trắng trẻ trung, Thúy Diệm đeo vương miện và đầm cưới trang trí cầu kỳ. Xuất hiện trong hôn lễ ngập tràn hoa và nến, mọi người ví cặp đôi như hoàng tử và công chúa bước ra từ truyện cổ tích. Lương Thế Thành hôn nhẹ lên má vợ, mỗi lần nhắc đến Thúy Diệm, anh thường dành nhiều lời có cánh. Ngay từ khi mới yêu, anh đã tin rằng cô sẽ là người mẹ tốt của các con anh. Cặp đôi trao nhau nụ hôn say đắm, Lương Thế Thành từng thú nhận anh làm đám cưới vì chiều lòng Thúy Diệm. Ở tuổi 30, cô sốt ruột có con và lập gia đình. Cùng hoạt động nghệ thuật, song từ ngày yêu nhau, họ chưa từng to tiếng giận nhau quá một ngày. Trước khi tiệc cưới diễn ra, rất nhiều phóng viên có mặt. Họ không chỉ được lòng khán giả mà còn được truyền thông yêu quý vì sự cởi mở nhiệt tình. Cô dâu chú rể hạnh phúc bên gia đình, tình yêu của cả hai được phụ huynh hai phía ủng hộ. Mẹ Lương Thế Thành nói với con trai, mẹ chỉ nhận Thúy Diễm là con dâu. Thúy Diễm thay đầm màu đồng, thiêu rồng phượng cầu kỳ được chú rể dắt tay tiến vào sân khấu làm lễ. Họ rạng ngời hạnh phúc trong sự cổ vũ của bạn bè và người thân. Chúng ta cùng theo dõi những hình ảnh ngọt ngào của Lương Thế Thành và Thúy Diễm trong tiệc cưới. We'll be right back.
thông tin của chúng tôi cung cấp cho các bạn đến đây là hết. Xin chào và hẹn gặp lại.